kêu gọi giới chống đối áp dụng phương thức tuyên truyền mới do giám đốc quan hệ công chúng của tổ chức Amnesty International vạch ra vào ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm 2018, luật khoa tạp chí đã đăng một bài phân tích dài mang tên Giao điểm hy vọng thay vì sự sợ hãi một cách truyền thông mới về nhân quyền. Bài này do Thomas Combes, giám đốc quan hệ công chúng của tổ chức Amnesty International, viết trước đó tròn một năm và được dịch bởi bút danh châm huyền của luật khoa tạp chí. Đầu bài viết, Combes than phiền rằng các tổ chức nhân quyền đang đưa quá nhiều cảm xúc tiêu cực, sự bi quan và nỗi sợ vào các thông điệp truyền thông. Những cảm xúc này sẽ khiến quần chúng trung lập thấy bất an, co mình lại, không thay đổi quan điểm và không hành động. Để thay đổi hiện tượng này, Combes đề nghị giới hoạt động áp dụng một chiến thuật truyền thông mới theo ba hướng như sau. Thứ nhất, họ sẽ tập trung truyền đạt lại cảm xúc tích cực thay vì cảm xúc tiêu cực điều mình ủng hộ thay vì điều mình chống lại giải pháp thay vì vấn đề sự hy vọng thay vì nỗi sợ viễn cảnh tương lai thay vì hiện trạng và quá khứ thứ hai thay vì chỉ tuyên truyền bằng những chuyên gia về nhân quyền hoặc những ngôi sao trong giới hoạt động họ sẽ gia tăng tuyên truyền bằng một mạng lưới những con người đời thường có nhiều điểm chung với quần chúng trung lập ở địa phương thứ ba thay vì tranh luận về mặt lý lẽ với người nghe họ sẽ thuyết phục người nghe bằng các chuyện kể về quá trình thay đổi tư tưởng, quá trình đấu tranh của bản thân mình hoặc của những cá nhân bình thường khác trong xã hội để tạo ra sự đồng cảm. Trong tuần qua, bài viết này đã tạo được hiệu ứng dư luận đáng kể. Nó đã thu được khoảng 590 lượt like và 101 lượt share trên trang Facebook của luật khoa tạp chí. Công bằng mà nói, thì chiến lược tuyên truyền mới mà Combest đề nghị cũng có hai điểm hay. Thứ nhất, nó khiến giới chống cộng nhớ đến phép lịch sự tối thiểu thay vì chỉ đăng lên mạng những lời chửi bới. Thứ hai, nó khiến giới chống cộng phải động não tìm giải pháp, thay vì chỉ biết công kích các giải pháp của chính phủ. Tuy nhiên, chiến lược này có 3 hạn chế. Hạn chế đầu tiên là thực ra nó không mới. Chiến lược này đã được đề cập đến trong cuốn Từ độc tài đến dân chủ của Gene Sharp và được áp dụng trong nhiều cuộc cách mạng đường phố ở Đông Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Ngoài ra, các chiến lược tuyên truyền tương tự cũng được sử dụng bởi một số giáo phái và nhóm bán hàng đa cấp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sau khi nhiều nhóm bán hàng đa cấp bị nhìn như bọn lừa đảo và các cuộc cách mạng đường phố không mang lại tự do, thịnh vượng cho Bắc Phi và Trung Đông, chiến lược này đã tạm thời rơi vào quên lãng. Hạn chế thứ hai của lối tuyên truyền này là nó không trung thực khi người ta chối bỏ các cảm xúc tiêu cực và phóng đại các cảm xúc tích cực. Họ che giấu một nửa cảm nhận và nhân cách của mình khi người ta tập trung vào viễn cảnh tương lai thay vì các phách trong quá khứ và hiện tại, họ sẽ không hiểu thực trạng xã hội và dòng nhân quả kết nối các sự kiện. Khi người ta tuyên truyền bằng các cách kể chuyện đời tư để khơi gợi sự đồng cảm, họ che giấu bức tranh toàn cảnh mà chỉ nhìn các số liệu thống kê, các ghi chép lịch sử hoặc các phóng sự lớn mới có thể chỉ ra. Lối tuyên truyền này khiến cả người nói lẫn người nghe trở nên thiếu hiểu biết và không thể đề ra các quyết định đúng đắn hạn chế thứ ba của lối tuyên truyền này là nó vượt quá năng lực của các nhà dân chửi người việt trong những năm gần đây cảm xúc chủ đạo của dư luận chống cộng là ẩn thù và bực tức chẳng nói đâu ra ngay biên tập viên phạm đoan trang của luật khoa tạp chí còn phát ngôn như sau vậy khi tuyên truyền giới chống cộng nên tập trung vào cảm xúc tiêu cực hay cảm xúc tích cực hiện trạng hay viễn cảnh chuyện đại sự hay chuyện đời tư thay vì nghĩ thêm những mẹo vặt để tuyên truyền có lẽ đã đến lúc họ tập trung nói sự thật thứ không phải lúc nào cũng ủng hộ họ